Thay bộ chăn ga mới cùng mình nha mọi người ơi. Lâu rồi mình không quay video ở góc này, không biết là có ai nhớ không? Chứ mỗi lần mà mình quay góc này là ai cũng hỏi cái giường. Hôm nay mình có một bộ gồm 5 món. Họa tiết gấu trong cute cực. Một set như này của mình có hai vỏ gối này, một gối ôm, một ga và một chăn phao giày nữa. Vì là vào mùa lạnh rồi nên là mình chọn loại giày. Nói chung là có nhiều option cho mọi người lựa chọn lắm. Full bộ hoặc là tách lẻ đều được ấy. Chất liệu là cotton poly. À bên này họ có cắt may theo kích thước tùy ý mọi người đó. Công nhận là lên cũng sáng sủa sang phết đấy chứ. Vì là mình nằm giường đơn chỉ có một vỏ gối thôi, thế là còn dư ra một cái, xong là cũng không có cái gối ôm dài dài nữa. Nhưng mà nhìn chung lên thì hơi bị xinh đó nha. Đổ rá lại còn rất là vừa mắt nữa. Tuy nhiên mình phải góp ý một chút là bộ này sẽ có mùi hơi khó chịu khi mà mình mới bỏ từ trong túi ra, nên là mọi người nhớ giặt qua trước khi dùng nha. Quay mẫu cho các bạn xem thế này thôi, tí là mình cũng lôi ra giặt đấy. Mọi người có thể tham khảo bởi vì có rất là nhiều màu, nhiều mẫu khác nữa. Nếu mà có trô chờ của TikTok Shop thì mọi người add nha. Giá lé cũng rẻ lắm. Đây là hình ảnh trước và sau khi mình thay ga này. Nó sáng hết cả cái phòng luôn ý. Phải nói là mình tậu được cái bộ ga gối này quá ưng ưng nhất từ trước đến nay luôn ý. Em này có tới 9 màu phối, có nhiều kích thước và có thể may theo số đo riêng. Một set gồm có 4 món là vỏ chăn, ga chun và có 2 vỏ gối. Cái chất liệu cotton này mình thề là nó rất là mềm và mịn, nắm thích lắm 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 luôn ý. Xem mình tậu có vỏ chăn màu trắng sữa, còn ga là màu xanh. Hôm đấy là mình phân vân về cái ga màu be ý. Thì mình có post trên IG để hỏi mọi người. Sau đó mọi người vote cho cái màu xanh này quá trời nên là mình mua theo ý của mọi người đó nha. Cuối cùng về thì ưng hết sức, sáng hết cả cái căn phòng mình lên ấy mọi người, áo rất là đẹp. Không hiểu sao mà mình quay cái màu xanh nó không lên được đúng như bên ngoài đâu, nhưng mà các bạn xem ảnh thì sẽ đúng nha, cái màu xanh nó sáng như vậy đó. Giá vừa hợp túi tiền, chất liệu vừa bền đẹp. Nói chung là mình chưa tìm ra điểm gì để chê cho cái bộ này đây. Mỗi lần có bộ ga mới là mọi người hỏi quá trời, thì mùa đông này mình giới thiệu cho mọi người cái bộ màu sắc này nha. Anh Báo Hồng chấm bộ này bao nhiêu điểm đây? Đây là mọi người, đây là ba cái món đồ decor mà mọi người hỏi mình nhiều nhất luôn. Từ từ để mình bỏ cái này đi đã nhé. Ten. Mấy em này có chất liệu bằng gỗ thông hoặc là gỗ cao su. Món lâu nhất là mình dùng cũng phải gần 3 năm rồi đấy. Bền phết nhỏ. Chưa một lần thấy bị ẩm mốc luôn mọi người ạ. Những em này mình thấy còn cả màu trắng và đen nữa. Tùy theo sở thích decor của mọi người. Riêng cái em giá treo quần áo đây là mình mới tậu này. Có chất liệu là gỗ thông, kiểu mịn xong mềm mà chắc chắn phết nhá. Trước đây thì cái táp đầu giường của mình cũng có chất liệu là gỗ thông rồi. Mình dùng cũng đã gần 3 năm rồi cơ. Thế mà kiểu gỗ không hề bị ẩm mốc, xong là vẫn chắc chắn. Mấy món này dễ lắp ráp cực, như kiểu chơi đồ hàng ấy. Mấy cái món đồ decor này mọi người cứ tìm chỗ nào mà có chất lượng ok một tí, mình dùng lâu dài, nhất là đồ gỗ bởi vì mình thấy hay bị ẩm mốc lắm. Các bạn có nhớ cái cây treo túi của mình không? Thật ra đấy là cây treo quần áo đấy, chất liệu gỗ cao su dày dặn chắc chắn lắm mà để được nhiều túi cực chứ. Riêng mấy em này về cá nhân mình thấy từ màu sắc, chất liệu đến kiểu dáng đều rất đẹp.